Xin chào các bạn để đến với Thuận Cáp ngày hôm nay Hôm nay là ngày 28 tây tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ 3 tại Hoa Kỳ Nếu như các bạn đang ở Việt Nam thì lúc mà các bạn xem video này đã là ngày thứ 4 ngày 29 tây tháng 7 Và hôm nay chúng ta sẽ nói tới hai cái điều trong video này đó chính là tình hình crypto như thế nào Và thông tin tài chính tất cả hai điều này sẽ được nói tới trong video ngày hôm nay Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào những cái chi tiết thì thuận muốn cảm ơn những bạn nào mà đã comment nhắn tin uh, chúc thuận có một cái sinh nhật vui vẻ tại vì các bạn cũng đã biết là thuận sinh nhật là ngày 29 tây tháng 7 tuy là hôm nay là ngày 28 tây ở hoa kỳ ngày mai mới là sinh nhật của thuận nhưng mà nhiều bạn xem chương trình thuận Capital video thì đang ở việt nam cho nên ở việt nam hôm nay đã là ngày 29 tây thuận muốn cảm ơn những bạn nào mà đã comment nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho thuận thì chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin ngày hôm nay thì các bạn thấy được là giá cả của btc sau khi mà lên mạnh ngày hôm qua thì BTC bây giờ vẫn ở mức là 10.900 là 4 đô cái lúc mà thường làm cái video này thì các bạn thấy được là một trong những câu hỏi bây giờ là cái đợt tăng trưởng này nhiều người vẫn đang hoài nghi là có phải là tăng trưởng thực sự hay là không có phải chúng ta đã thực sự qua khỏi 10.500 đô và giữ được cái mức trên 10.500 đô tại vì một trong những điều mà nhiều người rất là lo sợ đó chính là tình hình mà thay đổi chuyển thành một cái mô hình gọi là Bart Simpson thì Bart Simpson là một cái mô hình như thế nào là một cái mô hình mà chúng ta thấy được rất nhiều ở trong thị trường crypto các bạn thấy được là giá cả có thể là đi xuống mạnh sau đó đi hàng ngang một thời gian ngắn rồi là bật lên mạnh thường là chỉ trong thời gian chỉ có nửa tiếng một tiếng và ngược lại các bạn thấy được là có thể lên mạnh sau đó đi hàng ngang vài tiếng đồng hồ rồi lại đi xuống mạnh đợt này thì các bạn thấy được là sau khi mà lên mạnh ngày hôm qua thì chúng ta thấy là giá cả cũng đã ổn định trở lại nhưng mà đây vẫn là một cái điều mà nhiều người đang lo ngại và cách đây không lâu chúng ta cũng đã thấy cái mô hình này à, xảy ra ở trong thị trường bitcoin các bạn thấy đã xảy ra rất là nhiều lần nhưng mà lần cuối cùng cái mô hình này xảy ra là cách đây không lâu đó chính là đầu tháng 7 có nghĩa là chúng ta thấy chỉ có mấy tuần trước đây là ngày 7 tới tháng 7 lúc đó là giá của BTC đây là cái biểu đồ đến giờ trên sàn Coinbase thì bạn thấy được trong vòng một tiếng đồng hồ đã tăng trưởng mạnh sau đó đi hàng ngang khoảng chỉ một ngày rồi lại đi xuống mạnh khi mà cái hiện tượng Bart Simpson này diễn ra thì các bạn thấy là cả hai bên những người nào mà đánh lon margin hay là đánh short margin đều bị thanh lý đây là một tình hình rất là xấu trong thị trường crypto và sẽ làm cho nhiều người mất lòng tin đối với thị trường crypto cho nên các bạn thấy đây là một điều mà nhiều người đang quan tâm đến chúng ta cần phải chờ thêm khoảng chừng là một hai ngày nữa mới biết được là tình hình của BTC là như thế nào các bạn thấy được là ngày hôm nay thì chúng ta nhìn vào cái tổng quát thị trường crypto thì BTC hôm nay đã xuống 1,65% ở cái mức là 10.900 đô Ethereum xuống 1,58% ở mức là 314 đô Ngoại trừ hai đồng lớn này thì các bạn thấy là những cái altcoin khác thì cũng có một cái màu xanh Khi mà chúng ta so sánh cái biểu đồ này à, so sánh với đề đồng USDT Khi mà các bạn đổi lại cái biểu đồ này so sánh với lại giá cả của BTC Thì các bạn thấy được là đổi thành giá cả của BTC thì những cái đồng khác như là Ethereum, XRP, Litecoin và những cái altcoin khác là một màu xanh có nghĩa là BTC nguội lại đi hàng ngang là một cơ hội để cho những cái altcoin có thể là có được một cái sự hồi phục tại vì trong hai ngày qua các bạn cũng đã thấy là vốn hóa đã đẩy ra từ những cái altcoin nhỏ nhất là những cái altcoin mà có cái sự tăng trưởng mạnh trong thị trường DeFi cho thấy được đây là một cái dấu hiệu là nhiều người đã chốt lời và đẩy tiền trở về BTC hay là Ethereum đây là tình hình uh, liên quan đến crypto ngày hôm nay chúng ta còn một số những thông tin uh, như là liên quan đến là trên sàn Bitmax bây giờ những cái trader là họ đang long, đánh lên hay là họ đang short đánh xuống và một số những cái thông tin khác liên quan tới thị trường tài chính nói chung như là tình hình của cổ phiếu, tình hình của cục dự trữ liên bang. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và những bạn nào mà quan tâm đến Cardano thì thường đã cập nhật một số những cái thông tin trên những mạng xã hội Cũng như là một cái video cái đây 3 tiếng đồng hồ liên quan đến một câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều từ các bạn Đó chính là Cardano Shelley ngày mai đã bắt đầu thì các bạn lưu trữ Cardano nên lưu trữ trong ví nào cái video thường mới đăng video 652 cái d 3 tiếng đồng hồ đã giải thích cái vấn đề này nhưng mà nào mà quan tâm thì hãy xem cái video đó hay là xem những bài viết thường đăng trên mạng xã hội và nếu như bạn muốn nhận được những thông tin mới nhất thì bạn hãy theo dõi Thuần Capital trên những cái mạng xã hội như là Facebook, Telegram và Twitter tất cả các link nằm ở phía dưới video này các bạn bấm vào để tìm thấy những cái link chính thức hay là các bạn là một trader trong thị trường crypto thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn margin fx tham gia vào sàn fx thông qua link của thùng capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin bybit hay là sàn binance và sàn coinbase tất cả những chi tiết sẽ nằm ở phía dưới video này chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái thông tin khác liên quan tới thị trường crypto cũng như là thị trường tài chính nói chung. Thì các bạn thấy được là cái funding rate trên sàn Bitmax. Sàn Bitmax các bạn cũng đã biết là một cái sàn chơi margin rất là lớn. Thì funding rate có nghĩa là cái số tiền mà bên nhiều phải trả cho bên ít. Có nghĩa là các bạn mà là một người mà đang long mà ở trên sàn Bitmax có nhiều người đang đánh lên thì cái bên đánh xuống là thấp hơn các bạn phải trả cái phí gọi là funding rate. Thì bây giờ các bạn thấy đưa là funding rate là 0,13% có nghĩa là 12,4% một tháng và cái phí 12,4% này là từ bên long trả cho bên short Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ là trên sàn Bitmax Phần lớn những trader là đang long Phần nhỏ là đang short Cho nên những người nào mà đang đánh lệnh long phải trả phí cho lệnh short Tại vì lệnh long là đa số, định short là thiểu số Có nghĩa là nhiều nhà trader bây giờ là vẫn đang đoán là giá BTC sẽ tiếp tục tăng lên Cho nên họ giữ lệnh long của họ mặc dù là họ phải trả cái phí là 0,13% và các bạn thấy được là cái phí này thì tính mỗi 8 tiếng đồng hồ cho nên có lên đến 12,4% một tháng điều này thì các bạn có thể nhìn vào một cách là nhiều trader bây giờ vẫn rất lạc quan về mặt giá cả của BTC Nhưng mà ngược lại nếu như mà tình hình thay đổi mà thay đổi lẹ thì các bạn sẽ thấy được là giá cả sẽ rơi rất là nhanh Tại vì bây giờ có rất nhiều người chơi margin trên những sàn như là Bitmax và đang long Bitcoin thì có một điều mình thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua mà đừng không biết được là có nhiều bạn xem tới cuối video hay là không Đó chính là việc liên quan đến các bạn cần phải cẩn thận khi mà sử dụng những cái sàn margin trong tình hình mà giá của BTC dao động mạnh Tại vì thực sự mà nói là chúng ta cũng đã chia sẻ trong video ngày hôm qua là trong cái thời điểm mà Bitcoin ở cái mức hiện tại chúng ta không có nhiều tài liệu về mặt giá cả Cũng như là các bạn không thể đoán được là ngày mai giá BTC sẽ ra sao cho nên các bạn mà margin mà không quản lý vốn hóa của các bạn thì các bạn có thể là bị lỗ rất nhiều. Đây là một điều mình thường muốn các bạn nên xem xét lại trước khi mà margin quá nhiều. Nếu như mà các bạn không hiểu về bản chất của cái thị trường này và cũng như thường đã chia sẻ một số lần là margin thì không có tốt cũng không có xấu margin cũng là một cái công cụ các bạn thấy được là margin là một công cụ mà có trong chứng khoán có trong trái phiếu có trong thị trường bất động sản cũng như là có trong thị trường forex đây là một cái công cụ tài chính rất là bình thường và thị trường bitcoin có được những công cụ như là margin cũng là một cái tiến triển rất tự nhiên cho một cái mảng đầu tư tài chính thì margin cũng như là một cái cây búa thường đại nói với các bạn đây chỉ là một cái công cụ nếu như các bạn biết sử dụng cây búa các bạn có thể đóng đinh vào trong cột nếu như các bạn không biết sử dụng cây búa các bạn có thể hoàn toàn đóng vào cái tay của mình cho nên các bạn cần phải cẩn thận kế tiếp chúng ta hãy chuyển qua và nói về một số những cái thông tin liên quan tới thị trường tài chính ngày hôm nay thì Fed cục dự trữ liên bang đã dự kiến là sẽ giữ lãi suất không đổi có nghĩa là giữ lãi suất ở cái mức là từ 0 tới 0,25%. Tôi nghĩ là không có một ai mà đoán là Fed sẽ thay đổi lãi suất trong tình hình hiện tại có nghĩa là tăng lên thường nghĩ là fed mà tăng lãi suất thì thị trường sẽ lao vực tại vì lãi suất thấp để mà khuyến khích người ta đi vay tiền để mà kích thích cái nền kinh tế và hôm nay thì fed đã tuyên bố là cũng sẽ tiếp tục các cái chương trình cho vay khẩn cấp Nghĩa là các bạn cũng đã nhớ là khi mà dịch bệnh xảy ra hồi tháng 3 thì Fed đã đưa ra một số những cái chương trình cho vay cho những cái công ty, uh, những cái doanh nghiệp mượn tiền bằng cách là họ mua lại trái phiếu của những công ty đó để họ không có bị phá sản. Và đây là một điều mà nhiều người đã chỉ trích Fed tại vì các bạn thấy được là Cục Chỉ Liên bang là một cái đơn vị độc lập và thị trường tài chính của Hoa Kỳ đáng lý đâu phải là một cái thị trường gọi là free market như là một thị trường hoàn toàn độc lập có nghĩa là các bạn thấy là không có cái sự dính dáng liên quan tới chính phủ cũng như liên quan tới ngân hàng trung ương nhưng mà fed lựa chọn mua trái phiếu của công ty này hay là công ty kia thì cũng đồng nghĩa là fed đang lựa chọn ai thắng ai thua sau cái trận dịch bệnh này cho nên đây là một điều mà các bạn thấy nhiều người đang chỉ trích fed hiện tại nhưng mà dù sao đi nữa các bạn thấy là cái chương trình cho vay khẩn cấp này có nghĩa là mua lại à, những cái trái phiếu của những công ty đó mặc dù là nhiều trái phiếu như ta gọi là trái phiếu rác tại vì những cái công ty này đã trên cái bờ vực gọi là phá sản nhưng mà fed vẫn châm tiền vào để họ không phá sản cục chỉ liên bang ngoài chỉ việc là họ phải quản lý à, cái phần trăm lãi suất một điều khác là họ phải quản lý đó chính là cái phần trăm người thất nghiệp thì công chức liên bang đã đang suy nghĩ nếu như mà không mua lại những trái phiếu này mặc dù biết là những công ty này làm ăn thua lỗ những trái phiếu này là những cái trái phiếu rác có nghĩa là mua rồi à, không biết là có lấy lại tiền được hay là không nhưng mà fed giữ mua tại vì họ nghĩ là nếu như để những công ty này phá sản thì tai hại sẽ cao hơn tại vì cái số người mà bị thất nghiệp sẽ tăng lên đây là một trong những điều mà Fed phải liên tục đưa ra cái quyết định cân bằng giữa hai bên cái lợi và cái hại giữa việc có cho thị trường hoạt động tự do hay là không với là việc quản lý cái phần trăm thất nghiệp. Nếu như mà Fed không tiếp tục gia hạn cái chương trình cho vay khẩn cấp này thì chương trình này sẽ hết hạn vào cuối tháng 9. Một điều khác đến ngày mai chúng ta cần phải lưu ý đến đó chính là giám đốc điều hành của Amazon, Apple, Facebook và Google phải đến trước quốc hội để mà làm chứng để mà trả lời một số những câu hỏi về chống độc quyền. À, vào trưa ngày thứ tư nghĩa là ngày mai thì đây là một cái cuộc điều tra đã kéo dài vài năm các bạn thấy được là bây giờ thì quốc hội đang chỉ trích những công ty lớn như là Facebook, Apple, Google và Amazon những công ty mà đang độc quyền có nghĩa là họ không cho những công ty khác cạnh tranh với họ họ sử dụng những cái chiến lược làm những những cái công ty khác không thể hoạt động được mà họ tiếp tục chiếm lĩnh cho thị trường các bạn thấy đây là những cái tên tuổi lớn mà chiếm lĩnh cả một cái phần của thị trường thì đây là một điều mà sẽ xảy ra ngày mai nhưng mà cái điều các bạn cần phải quan năm đến là một trong những cái chiến lược mà được nói tới ngày hôm nay của công ty Facebook, có nghĩa là Mark Zuckerberg thì ngày mai Mark Zuckerberg của Facebook cũng sẽ ra trước quốc hội để mà trả lời một số những câu hỏi. Thì Mark Zuckerberg đã có cái kế hoạch là sẽ miêu tả Facebook như là một cái hy vọng của nước Hoa Kỳ để chống lại cái sự xâm nhập công nghệ của Trung Quốc thì các bạn cũng đã biết là Facebook về lại quốc hội đã có rất là nhiều những cái sự kiện trong mấy năm qua uh, liên quan tới những cái scandal của năm 2016 liên quan tới tin tức giả trên mạng lưới của Facebook lan tọt khắp nơi hay là liên quan đến việc là công ty Facebook muốn đưa ra đồng Libra cuối cùng cũng đã không được thông qua bầu quốc hội mà đã bị đàn áp bởi những cái nghị sĩ thì công ty Facebook bây giờ có một cái ý nghĩ là sẽ dùng Trung Quốc À, để giống như là để cho quốc hội thấy được là nếu như mà cản trở sự phát triển của công ty Facebook Công ty Facebook có thể là quốc hội không có thích nhưng mà quốc hội sẽ không có thích việc công nghệ của Trung Quốc phát triển vượt trội hơn công nghệ của Hoa Kỳ cho nên giữa hai cái sự lựa chọn công ty Facebook và công nghệ của Trung Quốc thì quốc hội hãy nên ủng hộ công ty Facebook để cho công ty Facebook tiếp tục tiến lên mà không cản trở cái sự phát triển công nghệ của công ty Facebook để có thể cạnh tranh với lại công nghệ của Trung Quốc đây là cái chiến lược mà Microsoft sẽ đưa ra để mà nói như cái nghị sĩ là đừng nên chống đối với công ty Facebook nữa. Đây là một mục tiêu chung là trở thành một cái quốc gia mà có công nghệ cao hơn là Trung Quốc. Thì cũng tương tự ở nước Nga thì các bạn cũng đã biết là cái vấn đề liên quan tới công ty Telegram sau khi mà công ty Telegram đã bị ngưng hoạt động cái đồng gram các bạn cũng đã biết là họ muốn đưa ra à, một cái mạng lưới phi tập trung gọi là telegram open network mạng lưới tone mà chúng ta cũng đã nói tới trong những video trước đây thì cuối cùng cái mạng lưới phi tập trung của telegram đã bị sec ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ là không cho ra mắt cuối cùng cũng đã phải đóng lại cái kế hoạch đó sau đó thì Pavel Durov có nghĩa là người mà đứng đầu của công ty Telegram đã trở về nước Nga thì cũng sử dụng một cái chiến lược tương tự là bây giờ là nước Nga cần phải hỗ trợ công ty Telegram thì vì không có đã biết là trước đây nước Nga và công ty Telegram cũng có những cái mâu thuẫn cũng như như là nước Hoa Kỳ và Facebook thì bây giờ là Pavel Durov trở về nước Nga nói là nước Nga cần phải ủng hộ công ty Telegram để mà chống lại nhưng mà cái sự khác biệt ở đây là chống lại cái sự thâm nhập công nghệ của Hoa Kỳ các bạn thấy được là cả hai người Telegram, Mark Zuckerberg và Paul Ruff thì đều nói là quốc gia cần phải hỗ trợ công ty của họ để mà chống lại ngoại xâm về cái việc liên quan đến công nghệ nhưng mà cái sự khác biệt ở đây là công ty Facebook thì nói là quốc hội phải hỗ trợ Facebook để chống lại công nghệ Trung Quốc nhưng mà Telegram thì nói là nước Nga hỗ trợ công ty Telegram để mà chống lại Hoa Kỳ đây là một điều mà cảm thấy rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta hãy xem coi ngày mai tình hình là như thế nào ngoại trừ những cái điều này ra các bạn thấy là tình hình à, thị trường tài chính ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là các chỉ số đã đi xuống ngày hôm nay chỉ số Dow chôn sẽ xuống 0,77% chỉ số S&P 500 đã xuống 0,65% và chỉ số NASDAQ đã xuống 1,27% thì tôi nghĩ là phần lớn là có một số những công ty có thu nhập tốt một số những công ty có thu nhập xấu tại vì bây giờ là cái mùa khai thu nhập của những công ty trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ cho nên chúng ta thấy đây là một tuần rất là bận rộn hết công ty này thì công ty kia đưa ra cái thu nhập của mình trong cái quý mới đây là như thế nào thì các bạn thấy là ngoại trừ điều đó ra hôm qua thì đảng cộng hòa cũng đã đưa ra một cái phiên bản cái gói hỗ trợ của đảng cộng hòa và bây giờ thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt giữa đảng cộng hòa và đảng dân chủ quá xa về việc cái gói hỗ trợ phải có những gì ở trong đó cho nên nhiều người bây giờ lo lắng là cái gói hỗ trợ sẽ không được thông qua trước cái kỳ nghỉ hè của quốc hội có nghĩa là từ đây cho đến ngày 7 tháng 8 đó chính là cái ngày mà à, thư viện sẽ đi nghỉ hè cho nên đây cũng là một phần ảnh hưởng đến cái tình hình của thị chứng khoán ngày hôm nay ngày mai thì ra sao các bạn thấy được là ngày mai thì có một số những thông tin như chúng ta mới vừa nói tới cho nên như người bây giờ là vẫn tiếp tục à, trong chờ tình hình cho nên ngày mai chúng ta thấy được là pre market như là hợp đồng tương lai của chứng khoán hoa kỳ như là dow S&P và nasdaq đều là đi hàng ngang và ngày mai thì cũng là ngày thứ nhì mà sẽ có cái cuộc họp liên quan tới cục diễn liên bang xảy ra nhưng mình cũng không có uh, hy vọng hay là không có nghĩ là chúng ta sẽ nhận được bất cứ một cái thông tin nào khác hơn là những cái câu nói chúng ta cũng đã nghe rất quen thuộc từ chủ tịch của cục diễn liên bang của Hoa Kỳ đó chính là sẽ tiếp tục giữ lại suất thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường ở bất cứ giá nào thì nói về cái thu nhập ngày hôm nay thì chúng ta có công ty Starbucks thì công ty Starbucks có nghĩa là cái công ty mà bạn Quân đã biết đây là một cái chuỗi bán cà phê rất là nổi tiếng thì công ty Starbucks nói là ước tính đã mất 3,1 tỷ đô la vì dịch bệnh đã xảy ra nhưng mà cũng cùng cái thời điểm đó công ty Starbucks đã mở thêm 130 địa điểm trên toàn cầu có nghĩa là họ rất là có hy vọng là từ đến cuối năm tình hình dịch bệnh sẽ giảm đi cho nên công ty Starbucks có rất là nhiều kỳ vọng là trong cái quý này sẽ có được một cái sự tăng trưởng về mặt thu nhập cổ phiếu của công ty Starbucks đã tăng hơn 5% sau khi mà kết thúc chứng khoán ngày hôm nay À, cổ phiếu công ty Advanced Micro Devices thì đã tăng hơn 9% khi mà công ty này đã đưa ra uh, thông tin là có thu nhập tốt hơn là nhiều nhà đầu tư đã dự đoán. Và một trong những cái vấn đề liên quan tới cái sự tăng trưởng này là công ty Intel một công ty mà đối đầu với công ty Advanced Micro Devices đã chi hoãn ra mắt cái con chip uh, kế tiếp. Ngày mai thì chúng ta thấy là những cái công ty như là công ty Boeing, General Motors và General Electric sẽ đưa ra cái thông báo thu nhập trước khi mà mở cửa chứng khoán và đóng cửa ngày mai thì chúng ta sẽ thấy được những công ty như là Qualcomm và paypal đây là những cái công ty lớn mà sẽ đưa ra cái thông báo thu nhập sau khi mà chứng khoán đóng cửa ngày mai và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn